Quý vị thân mến, ở nước ta, lịch sử đã ghi lại sự phát triển rất sớm của các ngành nghề thủ công nghiệp. Tuy nhiên, đó chỉ là những ngành nghề thủ công quy mô nhỏ mà người quản lý thường là chủ gia đình. Đến thời kỳ Pháp thuộc, công nghiệp đã có bước phát triển. Tuy phần lớn doanh nghiệp nằm trong tay chủ tư bản Pháp, nhưng cũng đã xuất hiện những doanh nhân người Việt thành đạt, có ý thức dân tộc, tiêu biểu là Bạch Thái Bưởi. Bạch Thái Bưởi được coi là một doanh nhân kiệt xuất của đất Việt. Ông vua đường thủy này đã khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Huyền thoại ông vua đường thủy Bạch Thái Bưởi. Bạch Thái Bưởi sinh năm 1874 và mất năm 1932. Tên của ông được xếp vào hàng tứ đại gia giàu có bậc nhất nước ta trong những năm đầu thế kỷ 20 mà như dân gian vẫn truyền nhau câu về: nhất sĩ nhì phương tam sường tứ bưởi. Tuy đứng cuối cùng trong top 4 người Việt Nam giàu nhất thế kỷ 20, nhưng ông Bạch Thái Bưởi luôn được người dân, các học giả, các nhà sử học kính trọng, ngưỡng mộ nhất. Lý do vô cùng đơn giản, bởi ông là người luôn dương cao ngọn cờ dân tộc, khát vọng cải tạo xã hội. Trong cuộc chiến thương mại, đầu thế kỷ 20, ông đã đánh bại các nhà tư bản Pháp, Hoa, mở đầu phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam còn vang vọng đến ngày nay. Vào năm 1909, Bạch Thái Bưởi bước vào lĩnh vực kinh doanh được gọi là cấm kỵ với người Việt, là kinh doanh vận tải đường sông. Sở dĩ nói là cấm kỵ bởi lúc đó đây là lĩnh vực độc quyền khai thác của tư bản người Pháp với hai hãng tàu biển nổi tiếng là Maritime và Johnny, hãng Marty tại Hà Nội, hãng Die Vonden ở Hải Phòng. Cùng tìm hiểu con đường khởi nghiệp kỳ thú của ông Bạch Thái Bưởi. Cậu ký lập nghiệp. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo họ Đỗ tại làng An Phúc, tỉnh Hà Đông vào những năm cuối của thế kỷ 20, cha lại mất sớm, Bạch Thái Bưởi phải đi bán hàng rong để cùng mẹ trang trải miếng cơm manh áo. Sau có một nhà phú hào họ Bạch, thấy ông lanh lợi lại thông minh nên nhận làm con nuôi, từ đó ông mới mang họ Bạch. Người cha nuôi đã giúp cho Bạch Thái Bưởi có cơ hội được đi học, ông được học cả chữ quốc ngữ và chữ Pháp. Cơ duyên giúp cho ông Bạch Thái Bưởi được tiếp xúc với hệ thống tổ chức, quản lý sản xuất của xí nghiệp cũng như các trang thiết bị máy móc là khi ông đi làm chân ký lục, tức là nhân viên thư ký, cho một hãng buôn của Pháp ở phố Tràng Tiền, Hà Nội. Sau tiếp tục làm cho một hãng thầu công tránh. Với lợi thế về tiếng Pháp, năm 21 tuổi, Bạch Thái Bưởi được Phủ Thống sứ Bắc Kỳ chọn làm người giới thiệu sản phẩm cho gian hàng tại hội chợ ở Bordeaux tại Pháp. Năm đó là năm 1895. Chuyến đi này có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển sự nghiệp của Bạch Thái Bưởi sau này vì nó giúp ông được tiếp cận và hiểu thêm về kỹ thuật hiện đại của Tây Phương cũng như học được nghệ thuật làm giàu. Đây có thể coi là một cơ hội ngàn vàng tạo nên động lực, là bước ngoặt giúp cho Bạch Thái Bưởi dứt khoát lựa chọn đi theo con đường thương nhân. Với bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sau khi về nước, Bạch Thái Bưởi liền xin thôi việc ngay và bắt đầu con đường xây dựng cơ đồ riêng của mình. Nhà quản lý, chợ tiền bối. Thương vụ làm ăn đầu tiên của Bạch Thái Bưởi bắt đầu với buôn bán tà vẹt. Tà vẹt là khối gỗ cứng hình hộp đỡ thanh dây trên đường sắt, thường được đặt vuông góc với đường dây. Tà vẹt truyền tải trọng tới lớp đá cấp phối và nền đường, giữ thanh dây thẳng đứng và đúng cỡ quy định. Thanh tà vẹt truyền thống thì thường làm bằng gỗ tốt, có loại bằng thép hoặc composite. Ngày nay thì người ta thường sử dụng bằng bê tông vì khan hiếm gỗ, đồng thời cũng do những ưu điểm của bê tông về khả năng chịu lực cũng như độ bền. Vào thời bấy giờ, Pháp mở dự án xây dựng đường sắt nối liền Bắc Nam. Nhu cầu về tà vẹt gỗ rất lớn. Nhận thấy cơ hội làm ăn thuận lợi, Bạch Thái Bưởi đã dốc hết vốn liếng tích cóp bấy lâu, cùng với một người Pháp gom tiền để lãnh thầu cung cấp tà vẹt cho công trình này. Trong suốt 3 năm dự án diễn ra, Bạch Thái Bưởi đã đích thân đi khắp rừng sâu núi cao để tìm được những loại gỗ thật chất lượng để đáp ứng yêu cầu công trình, đồng thời để xây dựng uy tín đối với người Pháp. Vụ làm ăn này đã mang về cho Bạch Thái Bưởi số tiền lời mấy vạn. Phi vụ làm ăn đầu tiên của ông diễn ra thành công như mong đợi. Sau tà vẹt, Bạch Thái Bưởi chuyển về Nam Định mở dịch vụ cầm đồ. Đây vốn là một thị trường mà người Hoa độc quyền từ trước đến nay, nên rất khó để xâm nhập và phát triển. Tuy nhiên, với tài tổ chức và quản lý tài tình, từ khâu đào tạo quy cách ứng xử của nhân viên của ông thì toàn người Việt nhưng lại cư xử rất lịch thiệp và nhã nhặn, đến việc đặt mức tiền lời phải chăng. Cho nên, dù thách thức gia nhập thị trường khó nhằn, lại bị nhà cầm quyền làm khó dễ đủ đường, hiệu cầm đồ của Bạch Thái Bưởi vẫn ngày một phát triển,
khách hàng đến tiệm của ông ngày một tăng. Nhân đà kinh doanh thuận lợi, ông nhận thêm việc thầu thuế ở các khu vực như chợ Vinh, Nam Định, Thanh Hóa. Ngoài ra, ông còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh in ấn. Nhận thấy nhu cầu in ấn của xã hội ngày càng cao, mặc dù bản thân chưa có kinh nghiệm thực chiến trong ngành này, Bạch Thái Bưởi vẫn mạnh dạn bỏ tiền đầu tư để thành lập công ty in và xuất bản Bạch Thái Bưởi, sau gọi là Đông Kinh Ấn Quán, xuất bản tờ Khai Hóa Nhật Báo để cổ động tinh thần thực nghiệp ở nước ta. Vua sông nước Bạch Thái Bưởi. Tích lũy vốn liếng và kinh nghiệm trong nhiều năm, đến năm 1909, sự nghiệp của Bạch Thái Bưởi đã có một bước ngoặt lớn, giúp ông đạt đến đỉnh cao trong thương trường, trở thành một trong tứ đại gia lẫy lừng thời đó. Ấy là khi ông quyết tâm chuyển sang kinh doanh vận tải đường sông. Chính với ngành kinh doanh này mà ông đã được người đời đặt cho cái tên là Vua Sông Biển Đông Dương. Khởi đầu sự nghiệp sông nước, Bạch Thái Bưởi bắt đầu với việc thuê lại 3 chiếc tàu Phi Phụng, Phi Long, Khoái Tử Long. 3 chiếc tàu vừa hết hạn hợp đồng với nhà nước của một người Pháp tên là Marty. Những tuyến đường thủy đầu tiên của ông là hai tuyến Nam Định Hà Nội và Nam Định Bến Thủy. Nghề sông nước vốn được coi là vùng cấm địa của người Hoa và người Pháp lúc bấy giờ, nên khi muốn xâm nhập vào thị trường này, có thể nói Bạch Thái Bưởi đã trải qua khó khăn chung chung khó khăn. Lúc đầu khi Bạch Thái Bưởi vào nghề, người Hoa còn có bất ngờ với một kẻ vô danh mới nổi. Về sau, thấy được tiềm năng của Bạch Thái Bưởi, họ đã hợp tác với nhau để loại trừ ông ra khỏi cuộc chơi. Cuộc cạnh tranh giữa các thương nhân sông nước diễn ra vô cùng kịch liệt. Bạch Thái Bưởi hạ giá một phần, thương nhân người Hoa hạ giá hai phần. Ông đãi khách uống trà, họ thiết khách thêm bánh ngọt. Giá chuyến tàu từ Nam Định lên Hà Nội giảm kỷ lục, từ mốc 40 xu xuống còn 5 xu một lượt. So với các thương gia vốn đã có vốn liếng nhiều như người Hoa, tình cảnh của Bạch Thái Bưởi quả là nguy ngập. Vì 3 chiếc tàu ông thuê mỗi tháng cần phải trả 2.000 đồng, mà mỗi chuyến tàu chỉ thu được 20 đồng. Quả thật là sức ép tài chính khủng khiếp, đủ để một kẻ tay mơ, nếu không vững lái, sẽ buộc phải bỏ thuyền mà rời khỏi ngành này. Nhưng trong cái khó thì ló cái khôn. Chính giữa lúc tình thế nguy ngập ấy, Bạch Thái Bưởi đã tìm ra một hướng đi thật thông minh, dùng chiêu đánh mạnh vào tâm lý. Giữa lúc người Hoa đang được đà trên sông nước mà tàu của người Việt còn quá ít, Bạch Thái Bưởi đã vận động kêu gọi mọi người ủng hộ công cuộc kinh doanh của người Việt. Ta về ta tắm ao ta. Phương châm tài tình này về sau cũng hay được thương nhân Việt dùng để kêu gọi người Việt dùng hàng Việt nhằm kích cầu thị trường sản xuất trong nước. Quay lại với Bạch Thái Bưởi, để truyền bá thông điệp này, ông đã tung ra hàng loạt các đoàn diễn thuyết trên các bến tàu, nói rõ những thiệt thòi mà thương nhân người Việt đang gặp phải, từ đó khơi dậy tinh thần ủng hộ đồng bang của người Việt. Bạch Thái Bưởi còn thực hiện một chiến dịch vô cùng thông minh, đó là treo một cái ống trên tàu để ai thấy việc làm của ông là đáng khuyến khích thì có thể bỏ tiền vào ủng hộ, giúp tàu của ông đủ sức cạnh tranh với các hãng tàu của người Hoa. Dựa vào chiến dịch truyền thông hết sức thuyết phục, Bạch Thái Bưởi đã gây ra một hiện tượng chưa từng có, hành khách bỏ hết tàu người Hoa mà chuyển sang đi tàu Việt của ông. Bạch Thái Bưởi thắng lớn. Đội tàu của ông không những vượt qua tình thế tài chính nguy ngập mà còn phát triển mạnh mẽ. Vượt qua và sau này là sáp nhập thêm hàng loạt các đội tàu lớn của các công ty người Hoa và Pháp bị phá sản. Đến năm 1915, Bạch Thái Bưởi thậm chí còn mua lại xưởng sửa chữa và đóng tàu của Marty. Bạch Thái Bưởi cuối cùng đã xây dựng được một cơ đồ đồ sộ với quy trình khép kín, từ chạy tàu đến đóng tàu, sửa chữa tàu. Đây là thành quả của ông sau 7 năm nỗ lực không ngừng trong lĩnh vực sông nước. Các xưởng tàu của ông mở được chi nhánh ở nhiều nơi. Đến năm 1916, ông chuyển trụ sở từ Nam Định về Hải Phòng và đặt tên hãng là Giang Hải Luân Thuyền Bạch Thái Công Ty, với lá cờ thương hiệu màu vàng, in hình mỏ neo và 3 sao đỏ bên trên. Khi hãng Des Vonden của Pháp bị phá sản vào năm 1917, Bạch Thái Bưởi đã tiếp tục mua lại 6 chiếc tàu khác của hãng này. Ngày 7 tháng 9 năm 1919 có thể coi là một dấu mốc lịch sử trong ngành hàng hải Việt Nam, khi ông vua biển Đông Dương Bạch Thái Bưởi đã cho hạ thủy chiếc tàu Bình Chuẩn, chiếc tàu do người Việt thiết kế và thi công hoàn toàn tại cửa cấm Hải Phòng. Con tàu Bình Chuẩn dài 42m, rộng 7,2m, cao 3,6m, trọng tải 600 tấn, động cơ compound 450 mã lực chạy bằng hơi nước có dung tích 8 mét khối, vận tốc đạt 8 hải lý trên giờ. Lộ trình đầu tiên của tàu Bình Chuẩn là chặng từ Hải Phòng đến Sài Gòn, cập bến vào ngày 17 tháng 9 năm 1920 trong sự chào đón hân hoan của giới công thương Sài Gòn thời đó.
Giang Hải Luân Thuyền Bạch Thái Công Ty dần dần mở rộng và vươn ra tầm quốc tế. Phạm vi của nó bắt đầu vươn ra khắp Đông Dương, rồi dần dần tiến vào các thị trường lân cận như Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore. Đỉnh cao của doanh nghiệp là vào năm 1920 đến năm 1930, khi công ty có trên 40 con tàu, trên 2.500 nhân viên làm việc trên các đội tàu và xưởng đóng tàu. Công ty có văn phòng và chi nhánh trải đều khắp các thành phố lớn trong cả nước như Hà Nội, Nam Định, Tuyên Quang, Việt Trì, Bến Thủy, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Sài Gòn, v.v. Vua mỏ nước Việt. Có lẽ trong từ điển kinh doanh của Bạch Thái Bưởi chưa từng tồn tại hai từ dừng lại. Bởi khi đã đạt được đỉnh cao trong ngành hàng hải, năm 1928 ông lại đem hết tài sản tiếp tục dấn thân vào một cuộc chơi khác, một cuộc chơi khó nhằn hơn gấp bội, nghề khai thác mỏ. Nếu như ngành sông nước, Bạch Thái Bưởi đã phải cạnh tranh với những kẻ lắm tiền, thì khai thác mỏ là ngành khiến ông phải ăn thua với những kẻ lắm quyền thế. Bởi sự thật là lúc bấy giờ các mỏ than đều nắm trọn trong tay người Pháp. Bạch Thái Bưởi ý thức được rằng, muốn vượt qua người Pháp trong lĩnh vực khai thác mỏ, điều kiện tiên quyết là cần người giỏi chuyên môn và thông thạo kỹ thuật. Cho nên, ông đã thông qua người thân tín ở Pháp thực hiện tuyển dụng những cá nhân xuất sắc trong các trường kỹ thuật về Việt Nam làm việc. Với cách làm này, mỏ than của Bạch Thái Bưởi không bao lâu đã chất thành núi. Phải đến năm 1945, số than này mới được bán hết. Bạch Thái Bưởi chính thức trở thành vua mỏ nước Việt. Với tư duy thực tế và tầm nhìn chiến lược, Bạch Thái Bưởi còn có nhiều dự định khác chờ ngày hoàn thành. Ông muốn xây một nhà máy gạo ở Nam Định, đầu tư những thiết bị tân tiến, mua tận Hamburg ở Đức. Muốn thực hiện dự án đặt ống cống, xây nhà máy nước, dựng nhà máy điện cho thành phố Nam Định. Và còn muốn xây đường sắt Nam Định Hải Phòng. Chỉ tiếc là do hoàn cảnh chiến tranh nổ ra, nên những dự định này của ông đã không thực hiện được. Có Bưởi thì không có Robin. Bạch Thái Bưởi là một người có tinh thần dân tộc rất cao. Dù tiếp xúc với nhiều nền văn minh tân tiến của phương Tây, nhưng ông chưa từng đánh mất cội nguồn dân tộc của mình. Minh chứng là các con tàu của ông đều được đặt theo tên của các anh hùng dân tộc đất Việt như Lạc Long, Hồng Bàng, Trưng Trắc, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Hàm Nghi. Trong một hội nghị kinh tế Lý Tài, khi lên tiếng bảo vệ cho người dân phải chịu ách thống trị, ông đã bị toàn quyền Robin lên tiếng đe dọa. Nơi nào có Robin thì không có Bạch Thái Bưởi. Bạch Thái Bưởi đã thẳng thừng đáp lại rằng, nước này còn Bạch Thái Bưởi thì không còn Robin. Xuất thân từ tầng lớp nghèo khó, Bạch Thái Bưởi rất hiểu nỗi cơ cực của người làm công. Ông luôn quan tâm đến đời sống của thợ thuyền, bảo đảm chế độ an sinh cho các nhân công của mình và còn giáo dục con cái, biết quý trọng những người cần lao nghèo khó. Khi con cái đến tuổi trưởng thành, ông đều cất giao cho những công việc trên bến tàu hay các khu mỏ. Con gái của ông trong kỳ nghỉ hè cũng được ông dẫn theo để tập việc, ghi chép sổ sách, xét hồ sơ trợ cấp cho học sinh nghèo, có chí du học. Sau Bạch Thái Bưởi, một đội ngũ doanh nhân dám cạnh tranh ngang ngửa với tư bản người Pháp, người Hoa trên thương trường đã hình thành. Tên tuổi của họ cũng được cả nước biết đến như là Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Hữu Thu, Trương Văn Bền, Bùi Huy Tín, v.v. Nhà báo Lão Thành Thái Duy đã đánh giá, những thành công và thất bại của Bạch Thái Bưởi và những doanh nhân đã viết nên trang sử vẻ vang, chắc chắn là những bài học bổ ích cho ngày nay khi hàng ngoại đã tràn ngập khắp nước và nhà nước ta đã phát động phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cái chết đột ngột của Bạch Thái Bưởi vào ngày 22 tháng 7 năm 1932 đã chấm dứt sự nghiệp của một nhân vật được người đương thời đánh giá là một bậc vĩ nhân, một đấng trượng phu trên thương trường của người Việt Nam thời mất nước. Ý chí phấn đấu của Bạch Thái Bưởi đáng được coi là tấm gương tạo nên một phẩm chất, một phong cách của doanh nhân Việt Nam ở mọi thời đại và đặc biệt có ý nghĩa trong thời hội nhập hiện nay. Quý vị thân mến, ngày 22 tháng 7 năm 1932, một cơn đau tim đã vật ngã nhà doanh nghiệp bền chí, quả cảm bậc nhất của nước Việt ở đầu thế kỷ 20. Sau hơn 20 năm ngang dọc trên thương trường, Bạch Thái Bưởi qua đời tại Hải Phòng, để lại cho lịch sử doanh thương Việt Nam một tên tuổi đã trở thành huyền thoại.